tại khu chụp ảnh trên đường cũ San Mac Y, tôi đang nghỉ ngơi. Và sau đó tôi nghe thấy tiếng thuyền máy xa xa. Nhìn phía sau, một chiếc thuyền máy đang chuyển động năng động. Chiếc thuyền máy đang biến mất đằng sau phông chữ biểu tượng của con đường cũ San Mac Y và nó trông rất kịch tính. Lần nữa tôi nhìn quanh đây và dành thời gian để chữa lành. Bạn có thể thưởng thức khu chụp ảnh trên đường cũ San Mac Y từ nhiều quan điểm khác nhau. Ngày nay, rất nhiều sự phát triển đã được thực hiện ở nhiều lĩnh vực. Vì vậy có nhiều khu vực môi trường xung quanh đã bị phá hủy. Đường cũ San Mac Y đã bảo tồn tốt môi trường tự nhiên và duy trì hình dáng trước đây của nó. Nó cho chúng ta thấy cảnh đẹp. Đặc điểm nổi bật của con đường cổ San Mac Y là sự hòa hợp tốt của những ngọn núi và một cái hồ. Có thể nói là sự kết hợp tuyệt vời của những ngọn núi và một cái hồ. Nó cung cấp một cái nhìn tuyệt vời cho chúng tôi. Ngày nay, rất nhiều sự phát triển đã được thực hiện ở nhiều lĩnh vực. Vì vậy có nhiều khu vực môi trường xung quanh đã bị phá hủy. Đường cũ San Mac Y đã bảo tồn tốt môi trường tự nhiên và duy trì hình dáng trước đây của nó. Nó cho chúng ta thấy cảnh đẹp. Đặc điểm nổi bật của con đường cổ San Mac Y là sự hòa hợp tốt của những ngọn núi và một cái hồ. Có thể nói là sự kết hợp tuyệt vời của những ngọn núi và một cái hồ. Nó cung cấp một cái nhìn tuyệt vời cho chúng tôi. Đường cổ San Mac Y, làng Samalongizo, tọa lạc ở làng Saorang, Isari, Chiseongmyeong, Gosangan, Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. Đó là một con đường cổ có tổng chiều dài 10 di nối vào núi làng San Mac Y. Đó là một con đường đi bộ đã được khôi phục như vẽ lên con đường xưa còn sót lại dấu vết. Một phương pháp thân thiện với môi trường để tận dụng hầu hết các đoạn đường cũ vào các giá đỡ bằng gỗ, sàn. Không chỉ giảm thiểu tác hại đến môi trường và thể hiện vẻ đẹp tự nhiên như nó vốn có. Vẻ đẹp của núi, nước và rừng dọc con đường núi xưa là nơi có thể coi là điểm nhấn của Gowon. Đập Gosan được hoàn thành lần đầu tiên vào đầu năm 1957 sử dụng công nghệ hoàn toàn của Hàn Quốc. Mang tính biểu tượng nó đã trở thành một điểm tự hào cho khu vực. Khu vực xung quanh đập càng có giá trị hơn bởi vì nó bảo tồn một hệ sinh thái tự nhiên không bị hư hại. Đường cũ San Mac Y được xây dựng dọc theo đập Gosan bằng công trình thân thiện với môi trường phương pháp hòa quyện với hồ đập Gowon. Những người ghé thăm phố cổ San Mac Y có thể thưởng thức vẻ đẹp thiên nhiên của Hàn Quốc mà không bị quấy rầy. Mọi người đều yêu nơi này. Đi đâu ở vùng Gosan cũng có nhiều thung lũng với những cơn gió sảng khoái, làn nước trong vắt và những cánh rừng xanh tươi. Đó là niềm tự hào mà chỉ Gosan mới có. Nó được coi là thương hiệu đại diện cho Gosan sạch. Ai đã từng đến Gosan đều biết đây là nơi tuyệt vời nhất cả nước với sự sạch sẽ và lộng lẫy tự nhiên ở đỉnh cao. Mọi người đều có thể cảm nhận được nó. Tại Gowon, một địa điểm nổi tiếng khác mang tên San Mac Y Road cũng ra đời. Gió núi trong lành, hương bụi cây gặp dòng sông hiền hòa, gió nhẹ. Nếu bạn đi trên con đường đó, bạn có thể cảm nhận được thiên nhiên như nó vốn có. Nếu bạn ở bên người yêu, nó sẽ mở, nhưng nó sẽ trở thành một cuộc hẹn hò chỉ dành cho hai bạn. Do thiên nhiên ban tặng, nếu bạn đi bộ cùng bạn bè hoặc gia đình, trái tim bạn sẽ rung động theo các bước đồng bộ. Đường cũ San Mac Y, một trong những điểm thu hút khách du lịch lớn. Được cả nước biết đến.